Nhiều bạn hỏi mình bây giờ không có máy tính để chạy quảng cáo livestream trên nền tảng với TikTok thì có thể chạy quảng cáo trên điện thoại được không? Ok, video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị em cái cách làm sao để chúng ta chạy quảng cáo livestream bằng điện thoại các bạn nha. Đây các bạn nha, đầu tiên các bạn vào trong kênh TikTok của mình, các bạn bấm cho mình ở dấu cộng đây để mình lên like này, sau đấy thì mình bấm vào phần like. Thì ở trong cái phần này thì các bạn thấy đây nó sẽ có chữ quảng bá ở đây các bạn nhá. Bấm vào trong phần quảng bá giúp mình. Sau đấy thì các bạn chọn cho mình mục tiêu like, ví dụ ở đây mình cần là nhiều lượt xem cái like hơn thì mình sẽ bấm vào đây nhá. Sau đấy các bạn kéo xuống dưới này này. Ở đây cái phần liên quan đến việc là chọn nội dung của quảng bá, nó sẽ có hai phần là like và video hiện có. Cái thằng live stream này có nghĩa là từ cái việc là lướt TikTok bắt đầu người ta sẽ gặp thẳng cái live stream mình luôn. Còn ví dụ bây giờ các bạn bấm là video hiện có, nghĩa là từ cái video là khán giả vào trong live stream của mình ấy. Thì ví dụ ở đây thì các bạn có thể bấm vào trong này, các bạn chọn cái video mà các bạn muốn đổ vào các bạn nhé. Ví dụ ở đây mình muốn chọn video này chẳng hạn đấy nhỉ. Sau đấy thì các bạn kéo dưới này cho mình. Ở trong cái phần liên quan đến đối tượng khán giả thì các bạn bấm cho mình ở phần tùy chỉnh các bạn nhé. Thì cái tệp khán giả mình, ví dụ bây giờ mình muốn chạy cho tệp là nam thì mình chọn nam, còn tệp nữ mình chọn nữ, còn nếu mà mình muốn chạy cho cả nam và nữ thì mình chọn tất cả này. Độ tuổi, ví dụ ở đây mình cần target độ tuổi nào thì các bạn chọn vào nhé. Chọn đỏ này chính là phần chọn vào. Tiếp theo về hành vi sở thích, các bạn muốn target đến hành vi sở thích cụ thể như nào thì các bạn chọn vào cho mình, được chưa? Ví dụ đây mình sẽ chọn tất cả nhá. Sau đấy thì mình sẽ bấm lưu. Rồi, sau đấy các bạn kéo xuống dưới cho mình cái phần liên quan ngân sách. Ngân sách ở đây thì các bạn chỉ cần là bấm cho mình ở phần bút này này. Đấy, các bạn bấm cho mình cái bút này. Nếu các bạn bấm kéo kia này nó mất thời gian các bạn nha. Đây, các bạn bấm thẳng cho mình cái bút, sau đấy thì mình viết lại thôi. Đấy, ví dụ bây giờ mình cần chạy quảng cáo 200, mình sẽ chọn là 200.000 vào. Đấy, sau đấy thì mình kéo xuống dưới này. Đấy, thời lượng của quảng bá là bao nhiêu thì các bạn chỉnh vào đấy nhá. Còn cái phần liên quan gói quảng bá thì nó sẽ bị kiểu là mình sẽ chạy theo gói sẽ đắt hơn các bạn nha. Và tiếp theo các bạn kéo xuống dưới cho mình này cái phần liên quan thanh toán. Thì bản chất của thằng thanh toán thì các bạn nên làm cho mình như này. Nếu mà trường hợp các bạn chưa có xu để mình chạy quảng cáo ấy, thì để mà chạy nó phù hợp nhất thì các bạn cứ sang cho mình bên cái trang chủ của TikTok, là bên phần là trang web ấy, là trang tiktok.com, và các bạn vào GG nhá. Sau đấy các bạn đăng nhập cho kênh TikTok giống như mình như này này. Sau đấy thì các bạn bấm vào đăng nhập vào rồi này, các bạn bấm sang cho mình phần hồ sơ và các bạn vào cho mình trong cái phần đây này, bên cạnh tên này có dấu ba gạch là dấu ba chấm nằm ngang, các bạn bấm cho mình chữ nhận xu ở trong này nhá. Đấy. Rồi, ví dụ đây mình sẽ x cái này đi. Dạ. Thì trong này thì các cái phần quan nhận xu thì mình nạp xu trong này nó báo là rẻ hơn 25%, thì các bạn cứ chọn cái mức xu tương ứng vào, xong bắt đầu các bạn nạp các bạn nhé. Sau khi nạp nó nhảy sang bên này rồi thì bắt đầu các bạn quay sang bên này các bạn chạy thì nó được chi phí khi mà mình chạy qua xu thì rẻ nhất các bạn nhé. Và bên cạnh đấy thì các bạn cần lưu ý cho mình, đấy là khi mà các bạn chạy ở trên các cái dòng thiết bị về iPhone ấy, thì nó sẽ có một cái phần phí dịch vụ Apple này các bạn nhỉ. Nó sẽ bị tính phí dịch vụ Apple, nên là để mà các bạn không bị tính phí dịch vụ Apple nhiều ấy, thì các bạn nên chạy cho mình bên các cái dòng điện thoại về Android thì nó sẽ đỡ cái phí dịch vụ Apple hơn các bạn nhỉ.